Trong khi hầu hết các đám tang thường diễn ra trong bầu không khí u ám, ảm đạm, thì một gia đình ở Đài Loan lại thuê cả một nhóm nhạc nữ tới múa hát, nhảy nhót vui vẻ để tiễn đưa người quá cố sang thế giới bên kia. Ban nhạc nữ này có tên là Gong Rong Life đã biểu diễn liên tục 2 đến 3 giờ tại đám tang. Các cô gái trong đồng phục váy ngắn, mang bút trắng, tay cầm kèn và trống đi vòng quanh quan tài của người quá cố được đặt giữa nhà. Họ chơi một bản nhạc nổi tiếng của Đài Loan như thể để tiễn biệt người chết. Hình ảnh này dường như đã trở thành quen thuộc ở nhiều đám tang tại Đài Loan. Một đoạn video về cảnh một gia đình ở vùng Tây Nam Đài Loan đã thuê một nhóm các cô gái trẻ trung xinh đẹp hát hò ầm ĩ tại đám tang người thân khiến nhiều người hết sức ngạc nhiên. Trong khi có người cho rằng hành động này có thể đánh thức người chết, thì một số người khác lại tin đây là cách hoàn hảo để gửi một nụ cười tới người thân yêu quá cố của họ. Nhà nhân chủng học Mark Moskowitz cho rằng việc thuê ban nhạc nữ tới biểu diễn ở đám tang trở nên thu hút bởi nó là hình thức giải trí trực tiếp cho người nghèo ở nông thôn cũng như nhiều người trong cộng đồng.